Rồi chào anh em nhé. Hôm nay mình đến tham quan đến cái mô hình vườn ao chuồng của anh Phong, anh giáo viên dạy đồng nghiệp với mình. Thì anh ngoài công việc là dạy dỗ ra thì anh còn có, các bạn biết rồi đó, tôi cũng có quay một số cái clip về nuôi ong của anh. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số bầy ong. Rồi anh hẹn tôi là thứ bảy này lên sẽ quay anh lấy mật rồi tôi sẽ quay clip cho các bạn. Ai có nhu cầu mua ong mật ong nguyên chất thì xin liên hệ nhá. Thì tôi sẽ để cái số điện thoại liên hệ ở dưới dòng mô tả đó. Ủa này anh trồng cái gì anh Phong? Mấy cái này cái bưởi chú ơi. Bưởi hả? Bưởi này là bưởi đỏ, bưởi Luận Văn ấy, bưởi Tiên Vua ấy. À, bưởi Tiến Vua hả? Anh trồng được rộng bao nhiêu không? Anh trồng 30 cây. Cái này bao giờ nó mới cho thu hoạch anh? 2 năm sau chú ơi. 2 năm sau hả? 30 gốc. 30 gốc. Ghê trời. Quá trời. Ủa anh này mới làm hả? Anh lúc lên là anh trồng cây đấy. Mới làm lên. Trước là ấy trước giờ là ao đầy hết. mới mới bơm này mới bơm cát chứ rồi hả? Cát đó với lại múc lên làm cái ao, sau đấy thả ít cá nữa. À trời, đây vườn ao đây. Cá này anh thả cá gì ạ? Cá dầu rồi cá tai tưởng, cá mè, cá trắng, đủ các Quá thứ luôn. đủ các thứ luôn hả? Ôi dào ơi, mô hình êm quá. Quả đất là tới cái cột đó hả anh? Còn đất đằng sau của ai á? À ồ, cá điều hồng kìa. Điều hồng nó cũng ăn được đấy mà có bắt được đâu. Sao Rồi chai khôn thì nó dính cái dầu nhỏ nhỏ này. khôn lắm hằng khôn giống như anh hằng Anh cũng học chúng thôi. thôi thôi anh ơi. Anh gắng anh học chúng thôi. À, mấy cái bưởi này 3 năm nữa mới có trái hả anh? 3 năm nữa. Bưởi này người ta gọi bưởi năm roi, bưởi hồng chứ. Không không, bưởi năm roi khác. Ủa bưởi năm roi em thấy nó cũng màu hồng mà. Bưởi này đến khi trái của nó chín là nó đỏ luôn. Ủa cái này anh mua cây giống hay là nó chiết lên? Anh mua cây giống từ ngoài Nam Định vào ấy. Từ Nam Định vào. Trời, các bạn thấy không? Mình Phong rất là siêng. Mua cây giống từ Nam Định vào tới Kiên Giang mà trồng. Cái này anh mua nhiêu ấy? Một cây 30.000. Cây 30. Bưởi đỏ với lại bưởi diền. Bưởi diền thì khi nó chín rồi bứt vào để 6 tháng sau ăn. Càng khô càng ngọt càng ngon. Bưởi diễn 6 tháng sau ăn càng êm hả? Quăng trong nhà nó khô rồi ăn là càng ngon. Này em mới thấy ạ. Trời. Hay ha. Nhà anh nhìn như cái túp lều chút quay lên cái nhà Thôi, lẹp bẹp cái này là nhà sau đấy các bạn ạ. Lát tôi vô tôi quay cái nhà anh Phong. Ngoài làm giáo viên rồi nuôi chồng rồi ong rồi còn có nghề nữa là trang trí nội thất gỗ. Anh làm lục bình rất là đẹp. Tết này có ai xài lục bình thì chút nữa chú quay rồi giới thiệu coi. Có lục bình nữa hả? Lục bình mấy cặp trong nhà ấy. À. Ủa cây khế này ở bên này đó phải không? Khế của anh trồng ngày xưa rồi bên này này. Cây khế bên này hả? Ừ, anh trồng Cái này khế ngọt hay khế chua? Khế ngọt. Nghe nói khế chua có giá trị ngọt, nha. Khế ngọt giờ nó không chơi nữa. Đây mời các bạn đến thăm mấy bệ ong của anh Phong. Đi làm dữ lắm, nó về dữ lắm mà giờ nó... Anh Phong hẹn tôi là tới thứ bảy này. Thế quý vị các bạn có thấy ong nó bay không? Chúng ta gần tới tổ nó. Anh đi trước anh. Đâu sao đâu. Đi Nó được đâu không? đâu đây này, quay bên này nhóc luôn này. Sao chú? À đây đây, ủa mới chuyển ra đây à? Anh chuyển đây rồi bên kia vẫn Ôi còn dào đang ơi, đây các bên bạn kia thấy đó. sau phía sau nữa kìa. Đây là mô hình ong của anh. Thì ở đây là vườn quê rất là rộng lớn, hàng dừa rất là nhiều, hoa dừa ong ở đây chủ yếu là đi hút mật, hoàn toàn là thiên nhiên, không có nuôi dạng như công nghiệp. Tôi có sơ vô thăm một số nơi thì người ta nuôi dạng như công nghiệp, thì ngoài đi hút mật ra thì người ta còn cho ăn thức ăn nữa, chủ yếu là đường. Còn đây quý vị các bạn thấy đó, ở đây là vùng đồng quê thì hoàn toàn là thiên nhiên hết. Ủa cái bầy nào anh nói mới tách anh Phong? Bộ mới mới này đó hả? Bầy đó là lớn, còn đây anh mới nhân ra hết. Cái À. khác được rồi, còn đây này anh làm chuồng.
Ủa cái này em chưa thấy. Ủa này gì anh Phong? Cái này là anh tào hụp ông chúa để anh tào chúa tư ra để anh đây, đánh đàn. Đây cái này anh Phong mới đây, con chúa này, con chúa tạo ra này. Đấy đấy quý vị các bạn thấy con bự nhất không? Nó, tức là con này. Đó. Ít hôm nữa nó đẻ. Và con anh bự bắt đầu chuyển ra tách chúng ra. À đâu 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 anh chỉ lại cho các bạn thấy ngay. À đấy 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 quý vị thấy con vàng hơn to hơn đó. Nên hôm nó đẻ nó mới to nữa. Ủa cái này là mình tách bày kiểu này đó hả anh? Đây là anh tạo chúa rồi anh bỏ thế, đến khi nó đẻ anh mới đưa sang thùng lớn này. À tạo chúa làm vậy, đẻ ra đem qua thùng này. Hai bầy này anh mới tách hả? Đây là anh nhân chúa cả mấy thùng nó đây này, hộp này, hộp nào cũng có chúa hết. Đây cũng có chúa luôn. Sẵn ra ngoài cho sáng. Đây con chúa này. Đâu con chúa đâu, à đấy các bạn thấy không? Sao mình nhân ra được này hả? Mình di tùng. Sao? Di tùng nó, con ong thì con nào làm chúa được hết, tất cả con này là đều con cái, nó là lường tính mà. Tất cả con nào cũng làm nhà. Nhưng mà có con ong chúa đó ấy, tức là nó được ăn sữa chúa. À. Thì nó tạo ra chúa, còn mình con này ấy là chỉ có mới đẻ trứng ra sau 3 ngày sau nó nở thành nhồng, nhồng thì bắt đầu nó ăn phân hoa. À. Ăn phân hoa với là mật thì nó trở thành con ong thử. Còn lại con ong chúa mình mới cất, bắt con chúa cất đi thì nó cảm giác mất chúa, xong mình tạo một cái nụ di trùng cái trứng đó vào. À xong bắt đầu nó cứ bỏ sữa chúa vào cho ăn, ăn xong 12 ngày sau nó tạo ra con chúa đó. À vậy là tất cả con ong đều có thể làm chúa hết. Ừ. Anh giờ dùng... mà con ong chúa này mất cái thì các con này đều tranh nhau đẻ. À còn nếu còn con ong chúa có nghĩa là nó tạo ra một cái chất phetamôn. À nó kìm chế là những con này không đẻ được, nó điều khiển hết bầy ong này luôn. À, đây là đầu tiên anh Phong chia sẻ tôi biết con nào cũng có khả năng làm chúa được hết. Ủa rồi còn bên kia còn không anh? Bên kia còn có bầy à? À bên đây. Bầy hết. Tôi nói thật với quý vị bạn, nhà tôi thì bán cơm, ướp thịt nướng thì hoàn toàn là nhờ, lên cho lấy mặt chỗ anh Phong. Anh em ở đây, anh em chồng chồng ở đây thì cũng rất là hay dùng mặt của anh. Ủa con này em thấy không có anh Phong? Có chứ, nó ra cửa bên kia nhưng mà ít, có nghĩa anh tách ra, bây giờ chỉ có 3 cầu trong này thôi. Bên này có 3 cầu trong thôi. Ủa, thứ bảy này mình quay được cầu nào? Thứ bảy quay bên này, đây thằng nhỏ anh chưa quay. Thứ bảy anh quay 1 đàn, 2 đàn, 3 đàn. Đâu? Ba đàn này này. Ba đàn nhiều nhiều đó ha. Ừ, bên này nữa này. À bên này nữa. Bốn đàn. Ồ giờ em thấy lâu rồi không ghé anh, giờ thấy nhiều quá chứ. Đây hôm rồi nó đi ăn nó dính thuốc nó chết này. Đây quý vị các bạn thấy không? Đây là ong hoàn toàn thiên nhiên. Thì ở đây là vùng đồng quê, trong mùa rồi người ta xịt lúa. Các bạn thấy là anh Phong cho biết là sau khi ăn về bị trúng thuốc hay gì anh Phong? Thuốc ấy. Đây các bạn thấy nha, những con ong, những xác ong chết không? Còn đây này nó đi nó nằm dưới đây hết. Còn một cặp phấn cứ rồi bùng tròn là mật chiều này nó về đấy. À. Anh nói lớn lớn lên cho các bạn người ta nghe phấn thấy. Phấn đấy, thả phấn đấy. À đấy quý vị các bạn thấy thả phấn đó. Thả phấn thả mật về. Thơm ghê trời. Hang. Ngồi ngồi đây nhìn thấy thơm thiệt. Uồn trời, chết biết bao nhiêu các bạn thấy không? Chết quá trời xác ong rồi. Đầu kia anh còn bày đầu kia nữa kìa. Bày kia đâu đó cũng lấy nữa. À bày đây này cứ này rộng quá ha. Bày này chuyến tới quay được chưa anh? Chuyến tới quay bày này luôn đó hả? À. Chết kìa. Hay nhà bác kìa. Hả? Không biết nữa. Chắc thằng em. Đây thôi xin tạm dừng nhá, nhà anh Phong có khách rồi. Xin quý vị, đợt này thì hẹn quý vị các bạn khoảng vài bữa nữa, thứ bảy tuần tới tôi sẽ quay clip rồi. Xin